Trẻ em là đối tượng được thống kê là có tỷ lệ mắc hen suyễn cao nhất, gấp đôi ở người lớn, chiếm khoảng 10% dân số. Một trong những vấn đề gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình trạng hen suyễn ở trẻ nhỏ là do chế độ ăn uống của trẻ. Vậy các mẹ đã biết trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì chưa? Hay trẻ bị hen suyễn nên ăn gì? Cùng theo dõi video này để được giải đáp thắc mắc nhé. Nguyên nhân trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì? Hen suyễn là một căn bệnh mãn tính ở đường hô hấp. Nó gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sự sinh hoạt bình thường của bé. Trẻ bị hen xuyễn có thể do một số nguyên nhân sau. Do di truyền, theo nghiên cứu cho thấy, bệnh hen xuyễn là một căn bệnh có phần lớn là do di truyền. Nếu người thân trong gia đình bé mắc hen xuyễn thì bé có khả năng mắc hen xuyễn cao hơn các đối tượng khác. Do yếu tố từ môi trường, dị ứng hay ô nhiễm, khói bụi từ không khí hay sự ô nhiễm của môi trường có thể là nguyên nhân khiến các cơn hen xảy ra ở trẻ. Ngoài ra một số yếu tố như dị ứng với sữa hay hải sản cũng là nguyên nhân để kích thích các cơn hen xuyễn ở trẻ. Thuốc lá là một trong những nguyên nhân gây ra hen xuyễn. Vì vậy không nên cho bé ở trong môi trường có khói của thuốc lá. Và một số các nguyên nhân khác như viêm da dị ứng, viêm mũi dị ứng cũng có thể khiến cho bé bị hen xuyễn. Trẻ bị hen xuyễn nên ăn gì? Chế độ ăn của bé bị hen xuyễn nên ăn gì gồm có Chế độ ăn dầu omega 3 giúp giảm viêm hiệu quả các loại hạt chứa nhiều vitamin E, nó giúp làm giảm đáng kể các triệu chứng ho. Hay thở kho khe ở trẻ nhỏ. Ăn cá hồi để phòng ngừa hen xuyễn do yếu tố di truyền. Tăng cường bổ sung chất xơ và các vitamin từ thực phẩm để chống oxy hóa, bên cạnh đó cần có chế độ ăn nhạt để tránh muối và nước làm tình trạng khó thở trở nên nặng hơn. Hen phế quản ở trẻ nhỏ có thể gây nên nhiều các bệnh lý nguy hiểm đến sức khỏe, như loãng xương, chậm lớn, hay trẻ chậm phát triển chiều cao. Do đó chế độ ăn uống để phòng ngừa hen suyễn là điều cần thiết mà cha mẹ cần làm. Chế độ ăn uống giàu magie cho người hen suyễn. Magie có tác dụng trong việc làm giãn các cơ quan xung quanh khí quản. Điều này mang lại những dễ chịu cho người bị hen phế quản. Bên cạnh đó, magie còn có tác dụng khác như giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, giãn mạch máu hay ung thư. Do đó mẹ có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày của bé các thực phẩm giàu magie như rau xanh, sữa đậu, ngũ cốc Thực phẩm dầu omega 3 cho người hen xuyễn. Thực phẩm dầu omega 3 như cá hồi, cá ngừ, rau quả, hạt dầu omega. Có tác dụng ngừa các cơn hen cấp tính và tăng cường chức năng của đường hô hấp. Do đó trẻ hen xuyễn nên bổ sung các thực phẩm dầu omega 3. Ngoài ra omega 3 còn là chất giúp phát triển trí tuệ, giúp bé thông minh. Vitamin C có tác dụng giảm tắc nghẽn đường hô hấp. Theo nghiên cứu cho thấy, ở những trẻ bị hen xuyễn có hàm lượng vitamin C hấp thu được sẽ thấp hơn trẻ bình thường 50%. Vitamin C có nhiều trong các loại hoa quả thực phẩm, như cam, cà chua, rau xanh, bưởi. Chúng có tác dụng tăng cường sức đề kháng cho trẻ, làm đẹp da. Và đặc biệt là giảm được tắc nghẽn ở đường hô hấp để kiểm soát các cơn hen. Cho trẻ sử dụng vitamin C thường xuyên có thể làm giảm được các triệu chứng viêm, và làm giảm được sự co thắt phế quản. Vai trò của vitamin C trong lúc này như một chất kháng viêm và làm giảm hẹp đường thở. Một trong số các thực phẩm chứa nhiều vitamin C tốt cho người hen suyễn là kiwi. Theo nghiên cứu cho thấy trẻ được ăn nhiều kiwi sẽ có nguy cơ mắc hen suyễn thấp hơn các đối tượng trẻ khác. Kiwi còn là một loại quả giúp làm giảm triệu chứng chảy nước mũi và khó thở cho người hen suyễn. Trẻ bị hen suyễn nên bổ sung vitamin E. Vitamin E là chất có tác dụng tăng cường chức năng của đường hô hấp vitamin e có nhiều trong các loại hạt hướng dương hay dầu ô lưu quả bơ sử dụng vitamin e thường xuyên sẽ giúp cho người hen xuyễn khôi phục lại các mô phổi hay xây dựng lại được dung tích phổi để làm giảm các vấn đề về đường hô hấp ngoài ra vitamin e được biết đến là một chất chống oxy hóa mạnh từ đó nó có thể giúp bảo vệ phổi bằng cách chống được các chất ô nhiễm tấn công vào cơ thể người hen xuyễn nên bổ sung mật ong mật ong được coi là một vị thuốc có tác dụng long đờm và giảm viêm hiệu quả từ đó nó giúp ngăn ngừa được các cơn hen cấp tính hay đột ngột mẹ có thể pha chế mật ong với nước ấm hoặc hấp với cốt đường phèn cho trẻ uống mỗi ngày để giúp phòng ngừa hen và giảm cơn hen tuy nhiên mẹ cũng cần chú ý khi sử dụng mật ong nhiều cho bé để chữa hen xuyễn bởi trong mật ong có thể chứa một lượng nhỏ phấn hoa đây chính là tác nhân gây dị ứng có thể khiến cho trẻ bị hen xuyễn nặng hơn trẻ bị hen suyễn nên ăn các loại đậu. Các loại đậu có tác dụng cung cấp các chất chống oxy hóa và làm tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể. Trong đậu có chứa nhiều các chất như chất xơ, omega 3 cùng với các vitamin C, E, K và các khoáng chất có tác dụng phòng chống loãng xương và chống ung thư được đại tràng. Vì vậy mẹ có thể bổ sung đậu cho trẻ từ đậu xanh, đậu đỏ, đậu đen để nấu cháo cho bé bị hen suyễn ăn hàng ngày. Trẻ bị hen suyễn nên ăn gừng, nghệ hay các gia vị từ gừng nghệ, một công dụng của gừng và nghệ được nhiều người biết đến đó là có tác dụng làm gia vị, chữa cảm cúm, xuất kháng khuẩn. Nhưng ít ai biết đến rằng gừng và nghệ còn có tác dụng kháng viêm và giải độc phổi để làm đẩy các độc tố ra khỏi cơ thể rất là tốt. trẻ bị hen suyễn nên ăn chuối. Chuối có tác dụng diệu kỳ trong bổ sung và nâng cao sức khỏe, như làm đẹp da, ngăn ngừa lão hóa cho cơ thể, điều hòa hệ tiêu hóa hoạt động chân chu. Ngoài ra nó còn giúp đường thở hoạt động chân chu. Một nghiên cứu ở Anh ghi nhận được ăn chuối hàng ngày có thể làm giảm đến 34% các triệu chứng của bệnh hen suyễn. Chuối có chứa nhiều vitamin B6 có vai trò trong việc sản xuất các chất làm giãn các mô trong phế quản. Do đó nó có thể làm thông thoáng được đường thở cho trẻ bị hen suyễn. Trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì? Bên cạnh những thứ trẻ bị hen suyễn nên ăn gì thì trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì để có thể giúp ngăn ngừa và giảm thiểu triệu chứng hen suyễn là một phần không thể thiếu. Trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì, thức ăn mặn. Theo nghiên cứu chỉ ra rằng thức ăn mặn có thể làm tăng nguy cơ gây ra các bệnh về đường hen suyễn. Do đó trẻ bị hen suyễn nên kiêng thức ăn mặn như muối để tránh các cơn hen, trẻ bị hen suyễn kiêng ăn gì? Các thức ăn gây dị ứng. Trẻ bị hen suyễn đặc biệt kiêng các thức ăn gây dị ứng như sữa, hải sản, cá, tôm, cua, gà. Nó sẽ là các tác nhân gây khởi phát các yếu tố gây hen. Vì vậy mẹ cần chú ý khi cho trẻ ăn phải những thực phẩm này. Trẻ bị hen suyễn đặc biệt kiêng các chất kích thích các chất kích thích như rượu, bia, cà phê, thuốc lá có thể là các tác nhân gây hen suyễn ở trẻ. Do đó mẹ cần cho trẻ tránh xa các chất kích thích trên. Tăng đề kháng cho trẻ hen suyễn bằng Infovit. Trẻ bị hen suyễn thường có sức đề kháng và thể lực khá yếu. Do vậy, trang bị một hệ miễn dịch tốt là cách mẹ giúp cho trẻ ít ốm vặt và năng động hơn. Khi đó, mẹ có thể tìm đến sự giúp đỡ của dòng sản phẩm Infovit với sự đa dạng các loại vitamin và các khoáng chất như lysine, beta-glucan, sắt kẽm, canxi, sản phẩm hỗ trợ rất tốt trong việc củng cố hệ miễn dịch. Ngoài ra, Infovit còn có chiết xuất từ tảo xoắn, cao nấm linh chi và các chất đạm cần thiết khác. Mỗi ngày 1 đến 2 viên Infovit sẽ giúp bé khỏe mạnh hơn và luôn tràn trề năng lượng. Nếu gia đình có trẻ bị hen xuyễn kiêng ăn gì và nên ăn gì, mẹ cũng cần vệ sinh nhà cửa sạch sẽ để tránh các tác nhân gây hen ở trẻ, như lông thú, khói bụi, nước hoa. Ngoài ra trẻ bị hen suyễn mẹ cũng có thể cho bé sử dụng một số loại thực phẩm chức năng để hỗ trợ thông thoáng đường thở, điều trị kiểm soát hen hiệu quả. Gọi nghe hotline để nhận được tư vấn từ các chuyên gia 0929197777, follow kênh để cập nhật thêm nhiều kiến thức bổ ích mỗi ngày nhé.